Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Thanh Tùng, là Phật tử, là cư sĩ tại gia, phàm phu tục tử sát đất, trí huệ nông cạn. Họ Nguyễn tôi tin sâu vào nhân quả, đọa ác tu thiện, kính Phật, kính Pháp Tăng, Hoằng Dương giáo pháp, ngưỡng mong vọng cầu xin tri ân công đức của quý thầy, quý cô, các đạo hữu tri thức Phật tử gần xa đóng góp và góp ý cho họ Nguyễn tôi để họ Nguyễn tôi mong chứng thành con đường tu học giới định và tuệ. Họ Nguyễn tôi xin thường niệm đảnh lễ, xin cảm ơn các quý thầy, quý cô và các Phật tử đã lắng nghe. Hôm nay trong quyển Phật Pháp giải nhân quả giải theo Phật giáo nguyên nhân do đâu, và đây là câu chuyện video tiếp theo, mong và xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nguyên nhân do đâu? Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ. Sau đó vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm nhân thân. Bà rầu rĩ kể cho tôi việc bệnh tình em trai Điền Kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này tôi có thể dẫn bà đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo nguyên nhân bệnh. Cả nhà Điền nữ sĩ đã quy Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp Hoằng Pháp. Gặp sư phụ rồi bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn với một cô gái Trung Hoa ở đấy. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sau đó chẳng biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn X này đã dùng thiết bị điện tử điều khiển từ xa ngầm ám hại Kiệt, khiến anh đau đầu toàn thân khó chịu. Do vậy Kiệt không dám đi làm phải ở nhà, nhưng anh luôn cảm giác bạn X đang dùng thiết bị điều khiển ngầm tấn công anh. Kiệt nói nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được một chút công phu thì đã bị hại chết từ lâu rồi. Khi người khác hỏi vì sao bạn X muốn hại anh thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng với anh vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn. Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng ăn ngủ bất an, anh dán giấy bạc đầu tường quanh nhà rồi nói phải làm vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo ra một hòm sắt to rỗng có khí thông hơi để khi ngủ vào trong đó nằm, lại còn che trên lót dưới. Nhưng nằm được mấy ngày anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại. Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại úp lên đầu mình rồi trốn dưới gầm giường hoặc nơi xó góc, tùy thời tùy chỗ, tùy theo lúc khủng hoảng cực độ. Tinh thần anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị mắc bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh. Nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh. Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng, vì trong thân tập bà đã có hai người là chú họ và con trai của chú ba. Mười mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh hoang tưởng giống hệt như vậy, kết quả người chú họ đã tự sát. Riêng con trai chú ba tuy còn sống nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết. Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được. Bà muốn thỉnh giáo hòa thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh cả ba người đều mắc thứ bệnh quái như nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không? Hòa thượng bảo nữ sĩ, trong số tổ phụ của con có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị kỳ quái để tiêu khiển,
di hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này khiến người sợ đến tim kinh thịt run, còn sinh tật nghi thần nghi quỷ, đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi bị tâm bị khủng bố lưu ảnh hưởng rất xấu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường. Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi. Nhân vậy thì quả như vậy. Bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả, và cuối cùng quả báo đó quay lại hại đến con cháu của chính người viết quyển sách nhảm. Sách nào được người ưa xem thì mực độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành đem lại cho trí thức an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận, nhân nghĩa, quý trên nhường dưới, công chính liêm minh, tuân công giữ pháp thì sẽ chiêu phúc báo lớn, vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành. Ngược lại, nếu viết những điều tệ như những tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh xuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sắc dục, trộm cướp, dâm uế, thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn di họa đến đời sau. Vì vậy, người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui, ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di họa vô tận cho đến đời con cháu. Phải biết dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, nhưng vô thường rồi cũng đến. Phút nhắm mắt tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa nạn khổ cho đời sau lẫn con cháu, hại người cũng như hại mình. Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố chăng? Thừa hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp, hồi bé con biết rất ít, vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương. Do vậy mà chuyện về các bậc cố tổ còn lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con nghe mẹ sợ kể sơ qua một chút, nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong nhà danh gia vọng tộc, thuộc dòng dõi thư hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ trong thanh triều. Còn nghe nói bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh dị của một đại tác giả nào đó sang Trung Văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không rành. Nhưng trong gia đình mà đa số theo nghề viết văn thì thích sáng tác tạo cảm giác mạnh, thì chuyện này chắc chắn là có. Con rất tin vào thuyết hòa thượng giảng lúc nãy. Nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh các bệnh, quái bệnh giống nhau như thế? Đã có 3 người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quỷ cái mới được tiêu hết trên thế gian. Vậy thì chứng bệnh đáng sợ há chẳng phải sẽ đời đời di truyền hành con cháu hay sao? Kính hỏi sư phụ, có cách nào cứu em con không? Có cách nào cấm chỉ di chứng di truyền này không? Sư phụ mỉm cười đáp, con đừng lo quá. Tất nhiên là phải phá việc này. Nếu không có biện pháp giải quyết thì chẳng khiến các con tăng thêm tâm bệnh ư? Lúc nãy ta nói là liên quan đến nhân quả, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí như họ đã từng dọa nạt, làm người kinh sợ đến chết, cho nên đời này mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu báo ứng nhân quả ập đến. Bởi vì con đã biết và tin sâu Phật Pháp, hơn nữa con còn dốc sức hộ trì Pháp giáo, nên
đã tích phúc và kết duyên với Phật được trong nhà. Nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục, nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Thế sau khi về con có thể ăn trường chay không? Không vấn đề chi, thưa sư phụ. Tốt, vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa nhằm siêu độ cho những người do đọc tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân, cho những tác giả trưởng bối đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này. Sau đó, vì bản thân con có thể ở tại chùa tụng liên tục 10 bộ kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này mà tiêu trì tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ nay trở đi trong gia tộc con sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa. Ngoài ra hàng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật, mỗi ngày con thành tâm tụng một biến kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và tụng ba biến chú Đại Bi, sau đó đem tra cho em trai con dùng thì tinh thần nó sẽ dần chuyển biến tốt. Điền nữ sĩ cung kính ghi những lời Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ bày. Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Mỹ, do câu chuyện này cảnh báo về nhân quả nên tôi viết ra chia sẻ cho quý vị tham khảo, và cũng hy vọng thông qua đoạn văn này nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân. Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kịt, cầu mong ông sớm lành mạnh, quả khanh. Tác giả của câu chuyện này đã cho chúng ta biết về nhân quả, lập ác tu thiện, và đó là những việc chúng ta phải đoạn kết. Người thực hành tu khi phát đại tu hành, đó là sao? Đoạn tất cả ác, tu tất cả các nghiệp thiện lành và sám hối lại những việc trong quá khứ chúng ta đã gây và tạo nên, và trong kiếp này chúng ta tạo nên cũng hàng ngày tưởng nhớ để sám hối, để là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Và qua câu chuyện này, những bậc trưởng bối trong gia đình của Kiệt nữ sĩ, đó là những bậc tiền bối đã dịch những tiểu thuyết kinh dị làm hung hại người, và con cháu đến đời này đã gánh, và không thể nói được là chỉ một mình do tiểu thuyết đó, mà những người con cháu trong gia đình này khi được chuyển hóa vào đây cũng đã từng nạt kinh và làm những điều làm cho con người thất kinh, đến giật chết người, đó là dọa chết người, và đã chuyển hóa vào gia đình này để nở được quả nhân quả. Và đoạn ác tu thiện, kính Phật kính pháp cũng tăng, khi các tác giả biết các đoạn văn hay làm những điều gì thì mong muốn hãy tin sâu vào nhân quả, làm cho phong khí của đất nước càng ngày càng hưng thịnh, làm cho xã hội càng lành mạnh, sống thiện lương, và những việc nhân nghĩa thiện lành luôn luôn được tán thán, tán dương và được lan truyền cho cả xã hội. Những loại văn kinh dị tiểu thuyết làm cho con người bị lầm lạc và làm cho chúng ta suy lầm về đạo đức và dục ái, đó là những tiểu thuyết mà chúng ta nên loại bỏ trong cuộc sống. Và hôm nay họ Nguyễn tôi được ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn nguyên nhân do đâu và nhân quả giải theo Phật giáo, là những câu chuyện về cuộc sống đời thường nhật hàng ngày rất nhiều trong gia đình đã mắc phải, không biết nguyên nhân và cách giải quyết như thế nào. Hôm nay đây là một trong những nguyên nhân chúng ta hành tâm đảnh lễ và xin tri ân công đức của các quý thầy, quý cô và các tri thức Phật tử gần xa đã đóng góp và giúp đỡ họ Nguyễn tôi trên con đường tu học giới định và tuệ. Họ Nguyễn tôi xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc chư tôn tăng ni, thiền đức tăng ni được cung khang, được mạnh khỏe, bình an, khang thái và được sở cầu nhĩ, sở nguyện tầm tâm, được ban phước lành cho họ Nguyễn. Họ Nguyễn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Có điều gì đóng góp
Mong quý vị và các bạn comment ở bên dưới. Họ Nguyễn tôi xin rộng lòng đón nhận. Cảm ơn quý vị và các bạn.